Cúp Quốc gia 2023 khởi tranh vào 31 tháng 3 năm 2023 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play. Quý vị khán giả truyền hình thân mến, chúng ta đang được thấy những tín hiệu trực tiếp từ sân vận động Ninh Bình để chuẩn bị theo dõi những trận đấu đầu tiên tại vòng loại của Cúp Quốc gia 2023, trận đấu giữa đội chủ nhà Phú Đồng và câu lạc bộ bóng đá Hòa Bình. Chúng ta sẽ cùng tới với đường ra sân của câu lạc bộ bóng đá Phú Đồng với vị trí số 1 đó là thủ thành Quang Đại. Những cầu thủ hậu vệ bao gồm số 66 Đức Lương, số 13 Gia Bảo, số 88 Duy Kiên, số 96 Văn Đức. Trong khi đó thì hàng tiền vệ bao gồm số 18 là Xuân Lộc, số 6 là Thanh Hậu, số 8 Văn Văn, số 20 Quốc Nhật, số 95 Hồng Sơn. Và tiền đạo chơi cao nhất trên hàng công là cầu thủ mang áo số 92 Văn An. Có rất nhiều những cái tên quen thuộc đang thuộc thành phần của câu lạc bộ đá Phù Đồng. Còn đây là đường ra sân của đội khách câu lạc bộ bóng đá Hòa Bình với thủ thành mang áo số 87 Vũ Tuyên Quang. Những cầu thủ hậu vệ bao gồm số 2 Hồng Phúc, số 4 Phạm Anh Tú, số 28 đội trưởng Hữu Hoàng, số 19 Văn Sơn. Hàng tiền vệ bao gồm số 14 Huy Hoàng, số 8 Quang Tú, số 68 Gia Huy và bộ ba tiền đạo đó là số 10 Nguyễn Anh Tú, số 9 Bùi Anh Thống và số 24 là Nguyễn Thái Học. Và như vậy là hiệp một trận đấu giữa câu lạc bóng đá Phú Đồng và câu lạc bóng đá Hòa Bình đã được bắt đầu. Trong hiệp thi đấu đầu tiên thì Phù Đồng trong trang phục áo xanh quần xanh sẽ bảo vệ phần sân bên trái màn ảnh của quý vị khán giả. Trong khi đó thì câu lạc bộ bóng đá Hòa Bình họ sẽ bắt đầu trận đấu này ở phần sân bên phải màn ảnh của quý vị khán giả trong bộ trang phục áo vàng quần vàng và tất vàng. Nhưng bây giờ chứng kiến sự phát triển của Gia Huy thì mọi thứ có vẻ đã như đã yên tâm ông Lê Quốc Vượng cũng đã trả lời về cậu trò của mình rằng cậu ấy có tố chất tốt nhưng tuy nhiên thì cái mà Gia Huy thiếu là tự tin vừa rồi là tình huống mà hòa bình FC có một pha dứt điểm bằng đầu nguy hiểm và đó là Gia Huy tình huống tiếp cận của Gia Huy đáng tiếc là phái đầu của số 68 bóng lại đi trạch không thành. Tiếp tục là cơ hội cho Phù Đồng Đường truyền thông minh tới từ số 95 của Phù Đồng Đó là tình huống nỗ lực của Hồng Sơn Vẫn là Phù Đồng FC Đường bóng vào Cơ hội Không được Đó là tình huống tiếp cận của cầu thủ mang áo số 6 Phan Thành Hậu Theo thời gian thì chúng ta có thể thấy rằng gương mặt của Phan Thanh Hậu cũng không có quá nhiều sự thay đổi trong khi đó thì Hòa Minh FC vẫn đang cố gắng để có những tình huống cầm bóng triển khai tấn công. Vừa rồi là pha mất bóng nguy hiểm tới từ một cầu thủ của Hòa Bình FC. Lại thêm một cơ hội nữa dành cho Phú Đồng đưa bóng vào. Đánh đâu? Không được. Pha đưa bóng vào tương đối tốt của Phan Thành Hậu. Nhưng đáng tiếc là Hồng Sơn lại không thể dứt điểm bằng đầu thành công. Phú Đồng đang có những tình huống đánh biên rất ấn tượng. Và hai biên của Hòa Bình FC cần phải chơi tập trung và mạnh mẽ hơn. Đúng vào. Đánh đâu? Không được. Đó là tình huống dứt điểm của Bùi Anh Thống. Tình huống treo bóng của anh Tú là rất hay rồi. Đưa bóng vào. Cố Đây rồi. Một không cho Phú Đông. Và đó là một tình huống tận dụng tốt cơ hội cố định của đội chủ nhà Người đã ghi bàn cho Phú Đồng đó là cầu thủ mang áo số 18 Bùi Xuân Lộc Một tình huống đưa bóng vào rất khó chịu của Hồng Sơ sau tình huống đá phạt Và những hậu vệ của Hòa Bình FC đã mất phương hướng trong tình huống vừa rồi Anh Tú khá nguy hiểm bóng đập xa ngang một tình huống đá phạt tốt tới từ số 10 của hồi ghép chỉ thiếu đi một chút may mắn mà thôi từ khoảng cách rất xa thì anh tú có một tình huống sút phạt đẳng cấp nhưng xa ngang đã từ chối bàn thắng này của anh tú vì vậy sau năm nghe vẫn được đánh giá cao rất nhiều so với bình phước tình huống cơ hội dành cho phu đồng khá nguy hiểm đó là tình huống sút điểm ngay thế từ số 95 hồng sơn một cầu thủ của phù đồng đang bị đau. một tình huống sai lầm của gia bảo cơ cho hòa bình fc không thể có bàn thắng cho hòa bình fc từ tình huống vừa rồi đó là một tình huống xử lý không tốt tới từ số 16 hùng mạnh gần như gia bảo đã có một tình huống đánh đầu kiến tạo cho hùng mạnh nhưng số 16 đã không thể tận dụng thành công tình huống vừa rồi rất đáng tiếc cho bình fc trong trận đấu ngày hôm nay thì Lê Đức Lương vẫn đang hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Kinh nghiệm của Lê Đức Lương là rất dày dặn cơ hội, khá nguy hiểm. Đó là cơ hội để dứt điểm tới từ cầu thủ mang áo số 6, Phan Thành Hậu. Phan Thành Hậu. Đưa bóng vào. Tương đối nguy hiểm tình huống vừa rồi. Những tình huống đưa bóng vào tầm thấp đang là sự rắc rối đối với hàng thủ của Hòa Bình FC đưa bóng vào không khó đối với hàng hậu vệ của hòa bình fc và ngay sau đó là một tình huống vùng chân ngay của quốc nhật nhưng khoảng cách là quá xa để quốc nhật có thể tạo ra được một siêu phẩm duy anh đường truyền dành cho phong băng lên của hồng sơn vũ tuyên quang đã làm việc rất tốt trong tình huống vừa rồi băng ra khép góc rất nhanh một tình huống vào bóng rất quyết liệt tới từ duy kiên Rõ ràng một tấm thẻ vàng cho Duy Kiên là hợp lý Hữu Tuấn Đánh đầu Cơ hội dành cho viên FC Chưa thể dứt điểm tới từ cầu thủ 3 số 9 Đó là Bùi Anh Thống Và phá bóng an toàn Tới từ Văn Đức Cùng mạnh Chỉ bóng chính xác dành cho Anh Tú Cơ hội cho viên FC Dứt điểm ngay Cơ ơi Không thể có pha dứt điểm Vẫn là hòa bình FC Đường bóng vào Và tình huống xử lý không thành công của Nam Trường Nam Trường cho rằng bóng đã chạm tay của Duy Kiên Một chiến thắng đang ở rất gần đối với Phủ Đồng Cơ hội dành cho Hòa Bình FC Không được Bóng đã không có một điểm chạm Vẫn còn bóng cho đội khách Đường chuyền tốt. Thì ngay sau đó là pha mất bóng của Hùng Mạnh. Tình huống cơ hội phản công dành cho Phu Đồng. Đội chủ nhà họ không vội vàng trong những tình huống lên bóng của mình. Tiếp tục là sự thay đổi người của Phu Đồng. Cầu thủ bằng áo số 14 Tuấn em vào sân. Nếu như tình huống đá phạt của anh Tú trong đầu hiệp 2 trở thành bàn thắng thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra và bằng giá tốt của Quang Đại. 5 phút bù giờ đã trôi qua. Và như vậy, đúng lúc này trọng tài chính đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa Phù Đồng FC và Hòa Bình FC trong khuôn khổ của vòng loại cúp quốc gia 2023. Chiến thắng tối thiểu của Phú Đồng FC trước Hòa Bình với pha lập công duy nhất của Bùi Xuân Lộc ở trong hiệp thi đấu đầu tiên. Cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng với FPT trong trận đấu này. Hẹn gặp lại quý vị trong những trận đấu tiếp theo tại Cúp Quốc gia 2023. Xin chào và hẹn gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.